Xuất sắc mọi người, ghê không, ghê không, ghê không? Á, thở tự tỉnh tí nữa. Qua ghê. Năm ngàn, nó khác. 5 ngàn, 10 ngàn, nó khác nhau nha trai. Khác nhau cái giá, hiểu không? Chưa có kinh nghiệm mà. Rồi, cắt đi. Được á, cắt đi. Thôi, rồi, chắc là được rồi đó. Thì cột nó mua trong mắt mọi người à. Thôi được rồi, lợi bớt nha. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì như các bạn cũng đã biết rồi, thì bây giờ là Sài Gòn đang trong tình hình dịch rất là căng thẳng và tất cả mọi người đều không ai được ra đường cả. Và ngay cả bản thân mình cũng vậy. Với lại cũng có khá là nhiều bạn comment ở trên kênh mình, kể cả TikTok và YouTube, những cái comment giống như thế này. Đấy, mọi người đều nói mình về cái việc là tại sao anh không có tóc. Tóc anh để đã quá dài rồi, tại sao anh lại không cắt, đi cắt tóc đi anh. Nhưng bây giờ đang dịch mà, thì làm gì mà có ai cắt tóc. Tức thiệt chứ. Cho nên là hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về một cái quyết định khá là táo bạo, đó là mình sẽ tự cắt tóc ở nhà. Nhưng không phải là mình tự cắt nha, mà nhờ một người ở trong nhà cắt. Và để các bạn có một mái tóc thật là đẹp khi mà tự cắt ở nhà thì bước đầu tiên rất là quan trọng là các bạn phải tự gội đầu, và gội đầu thật là sạch. Ok, và đầu tiên thì các bạn phải gội đầu thật là sạch, mà cảm nhận gọi là để các bạn có thể cảm nhận thật là rõ những sợi tóc của mình khi nó còn đang ở trên đầu của các bạn á. Và bây giờ là bước đầu tiên nha. Ok, bây giờ đã gội đầu xong rồi thì bây giờ sẽ đến việc rất quan trọng. Cái bước thứ hai chính là cắt tóc. Ok, đi nè. Cái gì vậy? Đừng có quay. Quay chứ. Trời ơi. Cười. Em tùy lắm luôn. Ok, sau cái bước đầu tiên là bước gội đầu thì bước thứ hai là sẽ ngồi vào cái ghế đó và trải nghiệm. What the hell? Kéo nước xịt vô. Mọi người thấy cái sự đều chưa? Ủa rồi xịt, ủa rồi xịt gì ở lại? Cồn thôi, cồn em. Cồn. Cồn 90 độ. Đừng nói gì. Cồn 90 độ. Lưu ý cái tóc mùa dịch là phải che tay đây nha. Chung lụm luôn tay, lụm luôn cái tay đấy. Ok, và bây giờ là đến lượt anh hàng xóm cắt tóc. Xong 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 ấy, bỏ ra cái đường đấy đây. Ok. Cho tôi ít cảm nhận. Barber shop view sân thượng. View sân thượng đang quay. Lăn xe cái shop quay lên nha. Những đường nét tông đơ rất là chuyên nghiệp. Sao nó có trắng trắng một cột ở chỗ này vậy ta? Vô thức mệt đấy. Thì 3 tháng rồi. Bây giờ tới lượt thông Rubik cái tóc nha các bạn. Đây là thợ phụ, thợ chính đang quan sát thợ phụ. Bộ này hoang mang lắm mọi người ạ. Đây là lần đầu tiên đây sau... Đây cắt tóc với một mái tóc rất khó. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng mình mới cắt tóc lại. Đó là một thách thức cho một thợ phụ như tôi. Ủa rồi, khi nào mới cắt vậy? Chờ chút em bình tĩnh, tóc nó phải mềm, nó ướt, cắt nó mới dễ em. Rồi, nó phụ vô làm lại em. Rồi.
Nước nhiều quá anh. Chưa được đâu, tóc anh mau khô quá. Tóc anh dạo này như trời nóng thiếu nước đúng không? Nani. Để em vô em xả nước cho nó nhanh. Nhiệt tình quá anh ơi. Thôi nè. Chạy tiếp đi anh. Nó tìm rồi. Rồi cắt đi. Được á, cắt đi. Thôi được rồi, chắc là được rồi đó. Mới có 365 cộng. Đang cắt giữa chừng mưa mọi người ạ. Phải dọn đồ vô. Chán thiệt. Ý trời. A few moments later. Phun nước nữa không? Phỏng vấn giữa buổi. Đây là và phóng viên anh hàng xóm thường trực tại quận Gò Vấp đến nhà anh Rubik BMT phỏng vấn về cuộc cắt tóc. Đúng, thì một cuộc cắt tóc lịch sử. Mình đã tính cắt tóc từ hồi tháng 7. Bây giờ là gần hết tháng 8 đầu tháng 9 rồi mới được cắt, mình mới dám cắt ở nhà. Nhưng trời không thương mình mọi người. Mưa. Vừa mới vô cắt thì mưa. Lật đật chảy sắt đồ vô. Vừa nóng vừa mưa. Rồi đang cắt giữa chừng tông đơ hết nhớt. Phải xuống thay nhớt, hết pin, thay pin. Cuộc đời mình khổ quá. Ông trời không muốn cắt tại nhà. Sao một hồi hết mưa rồi chúng ta lại ra đây tiếp. Các đầu tóc là di chuyển đến mấy chỗ. Để có một bánh tiền phải dính men lắm. Mưa lại rồi kìa. Mưa to rồi kìa. Yeah. Ở phía của mình lên sờ. Vô nó hết mưa này. Đổ á. View đẹp á. Hết mưa rồi đó, giờ chắc chắn hết mưa luôn. Thỉnh thoảng quay qua đầu thở cái tóc một xíu. Hiểu vấn đề luôn. Nãy thở chính cắt. Bưng cái gương nè, hứng này, hứng kia rồi nha. Đúng rồi. Im liền. Ok các bạn, thì mình vừa mới tắm xong. Thì đầu mình vừa mới khô xong thì mình vẫn chưa biết được là cái đầu của mình nó sẽ trông như thế nào khi mà tóc nó khô á. Thì bây giờ mình và các bạn cùng xem nha. Thực sự là rất là hồi hộp, không biết cái tóc mình nó có được như cắt ngoài tiệm không. Tại vì đây là lần đầu tiên mình cắt ở nhà cho nên mình cũng khá là lo lắng việc này. Ok, bây giờ mình sẽ lấy bình tĩnh lại. Ok, 1, 2, 3, dở mũ ra nha. 1, 2, bye.
nói chung là cũng được, cũng ok. No loi liên, trời ơi như các bạn thấy á, tóc mình lâu lắm rồi mới được ngắn và ok giống như y chang ngoài tiệm như thế này. Cũng từ hồi tháng 7 tới giờ mình dự định cắt tóc từ hồi tháng 7, nhưng mà không ngờ cách ly hơi bị lâu. Cách ly từ hồi đó cho tới bây giờ là gần đầu tháng 9 rồi và vẫn chưa có tiến triển gì, tình hình dịch bệnh vẫn chưa ổn định, cho nên là mình đã không cắt tóc trong vòng 3 tháng trời. Như các bạn có thể thấy thì đây là hình mình chưa cắt tóc vào khoảng 3 tháng trước, và đây là hình ảnh của mình sau khi mà được cắt tóc. Đấy, tóc rất là đẹp. Đấy, ok, nói chung là cũng ổn. Tưởng không đẹp, ai ngờ đẹp không tưởng. Trời ơi, thì mấy bạn hãy nên thử cắt tóc ở nhà đi nha. Nếu như mà các bạn mùa dịch này mà không ra ngoài tiệm để cắt tóc được thì các bạn có thể tự cắt tóc ở nhà, nhưng phải nhờ một người nào đó để cắt tóc đẹp giống như cái anh đã cắt tóc cho mình. Ok, và vlog ngày hôm nay thì chắc cũng tới đây là hết rồi. Và đừng quên nhớ nhấn like cũng như là subscribe kênh YouTube của mình nha. Nếu như mà các bạn có làm tốt thì các bạn có thể donate cho mình. Lên donate để mình để phía dưới nha. Ok, và mình là Thông đến từ câu lạc bộ Rubik BMT. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau nha. Ok, bye bye. Nếu thấy hay thì các bạn nhớ cho tụi mình một subscribe, like và bấm nút cái chuông nha. À, nhớ share nữa nha.